Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài thực hành đo độ dài phần tiếp theo, trang 48 sách giáo khoa môn toán lớp 3. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em đã sẵn sàng rồi, nhớ là chúng ta phải có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ, giấy nháp và thước để chúng ta đo nha. Rồi, nếu các em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đó, bài của chúng ta nè. Trước hết họ yêu cầu mình đọc bảng theo cái mẫu. Đó, câu A nè. Đó, họ cho mình một cái mẫu như thế này. Được chưa? Mẫu nè. Bạn đầu tiên là bạn Hương. Hương cao 1m32. 1m32cm nè, 1m32cm chúng ta đọc vậy. Vậy thì tương tự như vậy nè, thì chúng ta sẽ đọc các cái bạn tiếp theo nhá. Bài 1 câu A nè. Rồi, bạn Nam nè, chúng ta cũng đọc theo mẫu của họ thôi. Nam cao bao nhiêu? À, theo đúng cục của người ta, 1m bao nhiêu? 10-15cm. Đó. Nam cao 1m. Rồi gì nữa? 15cm. 10-15cm. Được chưa? Đó, thầy viết hơi nhỏ ở đây tí nhé. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo bạn Hằng nè. Hằng. Hằng bạn cao bao nhiêu? 1m20cm. Hằng cao 1m20cm. Đó, chúng ta chú ý. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì bạn Minh, bạn Tú các em đều làm được hết rồi đúng không? Bạn tiếp theo bạn Minh này. Mình trước định được không sao nha. Minh cao 1m20-25cm. 1m20-25cm. Được chưa? Bạn Hằng nè. Đâu bạn Tú chứ? Bạn Tú cao 1m20cm. Bạn Tú bạn Hằng cao bằng nhau đúng không? 1m20cm. Đó. Quá dễ rồi đúng không? Rồi. Xong cái bài 1 câu A nhé. Thì cái này chỉ đọc theo mẫu thôi, ai cũng làm được rồi. Câu B nè. Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam. Đó, chiều cao của bạn Minh với bạn Nam nè. Câu B nè. Nêu cái chiều cao của bạn Minh và bạn Nam. Đó, vậy thì chúng ta có thấy là gì? Bạn Minh nè, dựa vào cái mà chúng ta vừa đọc đó, bạn Minh cao bao nhiêu? Mình đây 1m25cm. Em viết ra thôi. Trời ơi dễ thế. 1m25cm. Bạn nào? Bạn Nam cao là 1m10-15cm. Bạn Nam thì cao 1m10-15cm. Đó. Trong năm bạn trên, bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất? Trong năm bạn thì bạn nào cao nhất đây? Chúng ta nhìn đây thôi. Bạn này 32, 15, 20. Vậy thì bạn Hương là cao nhất và bạn Nam là thấp nhất. Được chưa? Bạn Hương cao nhất. Đó, các em có thể ghi số độ cao của bạn Hương ra cũng được, là 1m32. Được chưa? Bạn Nam là thấp nhất,
1m15. Rồi tương tự như vậy chúng ta cũng ghi là trong năm bạn. Thì bạn nào? Bạn nam thấp nhất. Bạn nam thấp nhất. Đó, bạn này cao có 1m bao nhiêu? 15cm. Được chưa? Rồi. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 1 nhá. Ta sang bài số 2 này. Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau. Đó, bây giờ chúng ta phải dùng cái thước đo này. Thì cái thực tế này thì thầy không có thể hướng dẫn cho các em được. Thì các em phải tự thôi. Đấy, giả sử các bạn của mình có các cái tên sau. Bạn tổ của mình có bạn Hoa, bạn Hải, bạn Ngọc, đúng không? Bạn Nhật Anh, đó chẳng hạn là như vậy. Và bạn Quân, đó, ví dụ như thế nhé. Chúng ta có, và các em có thể có rất là nhiều. Thì bạn Hoa, bạn chẳng hạn bạn cao là 1m30cm. Đó, bạn Hải này lại có cao 1m28cm. Bạn Ngọc, bạn lại cao có 1m10cm thôi. Được chưa? Bạn Nhật Anh này bạn cao tới 1m40cm. Đó, ví dụ này như vậy. Bạn Quân này bạn cao tới 1m45cm chẳng hạn. Đó, thì các em đo chiều cao của các bạn ra rồi các em viết vào trong cái bảng này thôi, đúng không? Vậy thì giờ chúng ta sẽ có cái chiều cao rồi chúng ta trả lời này. Ở tổ em bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất? Đó, thì sau khi mình đã đo đây, mình liệt kê ra thì bạn có thể trả lời được ngay. Anh ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy bạn nào cao nhất. Đó, thì mình sẽ trả lời câu B được, đúng không? Ở tổ em thì bạn nào cao nhất đây? Bạn gì? Bạn Quân này. Bạn Quân cao nhất. Đó, bạn cao nhất là cao bao nhiêu? Bạn Quân cao nhất là bạn cao 1m45cm, đúng không? Và bạn thấp nhất là bạn gì? Bạn Ngọc. Đó, được chưa? Đó, cái này thì bài thực hành mà, nên là các em phải làm trên thực tế mới được. Bạn Ngọc, cái này thầy chỉ hướng dẫn làm cái mẫu như vậy thôi. Bạn Ngọc sẽ là thấp nhất. Và bạn Ngọc này cao bao nhiêu? 1m10 thôi. 1m10cm. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài thực hành về đo độ dài. Và như thường lệ, các em nhớ là trước khi chia tay, hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học lớp 3 nha. Rồi, tạm biệt các em. Và các em nhớ rằng là trong cái bài này nè, thì cái bài về vấn đề là thực hành đo cái độ dài, thì do việc mà chúng ta thực hành đo độ dài ở đây, thì có thể tùy theo giáo viên của các em, có thể là đo ở trong lớp như thế này, cũng có thể là gì cho các em ra ngoài trời để các em đo. Và tùy theo ở mỗi một cái trường đó, thì có thể sẽ có những cái thước đo đó, cái thước đo khác nhau. Ví dụ như ở trong cái bài trước thì chúng ta chủ yếu là đo là gì, chiều những cái đồ vật liên quan tới chỗ chúng ta học, như là cái bút này, chiều dài cái bút, rồi chiều dài cái mép bàn, rồi chịu cái chân bàn đó, đúng không? Rồi cái bảng, rồi tường, vân vân. Thì trong cái bài thực hành tiếp theo này thì chúng ta lại đo trực tiếp ở trên từng cái bảng. Và có một cái điểm đặc biệt ở đây á, là cái việc mà chúng ta đo ở đây là chúng ta so sánh được chiều cao của các cái bạn đó, để chúng ta xác định xem bạn nào là cao nhất, bạn nào thấp nhất. Và chúng ta được luyện lại cách mà đọc về chiều cao đơn vị đây này. Đó, ví dụ 1m32cm, đó, 1m15cm chẳng hạn, 1m20, 1m25, vân vân. Được chưa? Đấy, thì đây là những cái mà chúng ta cần phải chú ý để chúng ta thực hiện theo. Đó, hiểu chưa? Rồi, và đến đây thì tạm thời chúng ta nói lời chia tay thực sự nha. Rồi, và bây giờ tạm biệt các em thân yêu. Hẹn gặp.
bài giảng sau nghe. Rồi, bye bye.